Hi, chào tất cả các bạn. Thì các bạn thấy rằng ở đây mình có một cái bể nuôi tắc kè rất là nhỏ nhắn xinh xắn phải không nào? Cái bể này là bằng kính này. Ngày trước là mình nuôi con nhím ở trong này, nhưng mà bởi vì nó hơi chật, với lại con nhím nó đứng lên đó, là nó vẫn có thể leo ra ngoài được, cho nên là mình chuyển sang mình nuôi tắc kè. Trong này các bạn thấy rằng là mình nuôi hai con, một con cái và một con đực ở bên dưới này. Đấy, thì nuôi rất là đơn giản phải không nào? Các bạn thấy mình có một cái bể kính kích thước là 25 x 20 x 20, tức là dài này, rộng này, cao này. Đấy, các bạn có thể ra ngoài tiệm cửa kính các bạn đóng. Thì mình đóng thì khoảng tầm 70.000 một cái bể như thế này. Rất là rẻ, nếu mà các bạn đi mua thì sẽ đắt hơn, nhưng mà các bạn đặt làm thì nó sẽ rẻ hơn. Ở bên trong này thì bố trí giấy lót nền này. Đấy, một cái cống đựng nước cho nó uống và một cái, đáng nhẽ là bỏ cái hộp giấy nhưng mà mình bỏ cái cầu vồng vào để cho nó leo trèo. Đây, mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Hai con này trước đây là mình nuôi rồi, nhưng mà nó đào tẩu, mình mới bắt lại để mình thuần phục đấy. Cho nên là nó đang còn hung hăng lắm. Đấy, nó há miệng ra các bạn nhìn kìa. Đây là con tắc kè mái. Các bạn nhìn này, rõ ràng con tắc kè đực nhìn nó khỏe khoắn hơn đúng không? Con mái thì nhìn nó mềm mại hơn. Có bạn nào còn nhớ cách phân biệt con đực và con mái không nhỉ? Con mái thì lúc nào nó cũng hiền hơn các bạn ạ, rất dễ thuần. Còn con đực thì nó hung lắm, hung kinh khủng luôn. Con đực mình không dám bắt tay không đâu. Hiện tại là mình phải đeo găng tay vào. Đây, đeo cái găng tay thần thánh này vào này. Đây là con mái. Cái mặt của nó này. Đấy, răng như thế này mà bảo đưa tay vào cho nó cắn là thua rồi. Con mái thì chúng ta phân biệt ở dưới này. Chỉ một đặc điểm duy nhất này cũng đủ rồi. Đấy, có một cái chữ V ngược, không có gai. Còn nếu mà kỹ hơn thì chúng ta sẽ phân biệt qua cái chấm đen. Ở đây thì chúng ta hầu như không thấy cái chấm đen luôn các bạn ạ. Con đực nó có hai cái chấm đen nhìn rất là rõ. Đấy, và gốc đuôi của con đực nó to. Các bạn thấy dễ thương không? Đây này. Đấy, con mái này thì mình bắt về thì chỉ cần khoảng vài chục phút sau là mình có thể cầm chơi được. Ok, đây mình sẽ bắt con đực lên cho các bạn xem. Con đực thì nó hung hăng cực kỳ luôn. Nhẹ nhàng thôi. Đấy, con đực thì đeo cái này vào. Và nhớ là phải chuẩn bị cồn với lại khăn giấy để chúng ta rửa vết thương nếu mà nó cắn. Đây, ở đây mình chuẩn bị sẵn cồn này. Cồn 90 độ hoặc cồn 70 độ cũng được, hoặc là thuốc tím cũng được, và khăn giấy. Đấy, để khi mà nó cắn là máu me be bét là lấy mà cấp cứu ngay lập tức. Đây, sẽ bắt con đực ra cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn thấy rằng là nó cắn không? Dã man luôn đấy. Ui, nó cắn đau mà nó lại còn chạy nhanh nữa chứ. Nào, ra đây nào, body. Yên tâm, có hung hăng cỡ nào thì chỉ cần tớ thuần phục khoảng ngày hai ngày là hết ngay ấy mà. Đây này, mình tóm được nó rồi này. Phải cẩn thận không là nó tấp chảy máu đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Tắc kè mà nó vốn dĩ nó hung hăng như vậy đó. Cực kỳ hung hăng, đây là một trong những loài rất là hung hăng. Chỉ khi nào thuần phục được thì mới thấy nó hiền thôi. Chứ còn mà mới bắt thì nó rất là hung hăng. Nó còn ị ra nữa đây các bạn. Thật là kinh dị. Đây, mình sẽ lau cho nó nhá. Ghê quá. Đây, các bạn thấy rằng là nó có hai cái chấm đen rất là rõ này. Và một cái hàng gai ở đây. Hàng gai hình chữ V. Đấy là cách đơn giản nhất để chúng ta phân biệt con đực đấy các bạn.
Đấy, các bạn thấy dễ thương không? Con này thì nói chung là có một cái thân hình rất là cân đối, không mập lắm và cũng không gầy các bạn ạ. Đây, cái lưng của nó này. Nếu mà nó gầy á, là các bạn sẽ thấy cái xương sống này nó nổi lên. Đấy. Con này đẹp bởi vì là nó không có lỗi, với lại nó chưa đứt đuôi lần nào. Ok. Đây, mình sẽ thả nó vào chuồng. Đấy, các bạn thấy nó nằm theo kiểu buông lơi không? Đấy, mình có làm gì nó đâu. Mình chỉ bắt lên chơi, bắt lên xem thôi mà. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó ăn nhá. Đây, thức ăn của nó thì chúng ta sử dụng dế này. À, một số bạn thắc mắc hỏi mình là làm sao để dế nó sống được lâu. Thì muốn dế sống được lâu thì chúng ta kiếm cái hộp như thế này nhá. Hộp nhựa này. Đấy, chúng ta đục lỗ ở bên trên này. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng cái kéo các bạn xoay 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 thế này là nó cũng có thể đục được lỗ. Hoặc là các bạn sử dụng cái thanh thép các bạn nung đỏ lên, các bạn kéo vài đường như mình này. Đó, hoặc là chọt 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 chọt. Mục đích là để cho nó thoáng khí, với lại để cho nó thoát những cái hơi nước ra ấy. Ok, thì chúng ta sẽ bỏ dế vào đây. Đây, dế này mua một bịch. Chúng ta mở ra, chúng ta bỏ dế vào nhá. Nhưng mà bỏ dế vào là phải có cái gì cho nó leo trèo. Các bạn nhìn thấy ở đây là mình có sẵn cái này là cái đựng cái trứng đúng không các bạn? Để cho trứng nó khỏi vỡ. Nếu mà không có thì các bạn lấy giấy, các bạn vo viên, các bạn bỏ vào. Hoặc là các bạn cho thêm cái lá vào. Đây, ví dụ cho cái lá vào. Đấy, để cho nó leo trèo. Thì như vậy thì nó sẽ sống được khoảng mấy ngày. Khoảng tầm 3-4 ngày, có thể là đến cả tuần. Nếu mà bạn nào siêng thì thỉnh thoảng tưới nước cho nó. Nhưng mà tưới một chút xíu thôi. Một chút xíu thôi. Đấy, tức là vài giọt búng búng vào để cho nó uống thôi. Với lại là chúng ta bỏ cái hộp như thế này thì đừng có bỏ nhiều dế quá. Nếu mà nhiều dế quá thì nó sẽ bị ngộp thở, hoặc là nó sẽ ăn thịt lẫn nhau. Ok, mình sẽ cho tắc kè ăn nhá. Lâu rồi không được trải nghiệm cái cảm giác đút cho tắc kè ăn. Đây này, nó bò ra kìa. Mình sẽ bỏ cái này ra để cho nó khỏi bò ra. Mấy cái con dế già này thì thôi, tha cho nó cũng được, hoặc là mang cho gà cho vịt ăn. Mình cho nó ăn mấy cái con dế không có cánh như thế này này. Khi mà lấy con dế lên thì chúng ta cần khăn giấy để chúng ta lau cái đít của nó đi. Thường là nó sẽ ị đấy. Có một số cái loài vật đấy, thậm chí như tắc kè cũng vậy. Bắt nó lên cái là nó ị. Hài thật chứ. Đây, mình sẽ cho chị cái ăn trước. Cho ăn thì các bạn nhớ không? Một ngày chúng ta cho nó ăn khoảng tầm 4 đến 5 con, 5 đến 6 con, tùy kích thước của con tắc kè đúng không nào? Nói chung là một tuần chúng ta cho nó ăn khoảng 3 đến 4 lần thôi, đừng cho ăn nhiều quá. Đấy, ăn ngon lành không nào? Ăn xong còn biết là liếm miệng nữa chứ. Dễ thương không? Thực tế là nó rất dễ thương các bạn ạ. Chả qua là nó hung hăng nên là chúng ta sợ nó, hoặc là cái ngoại hình của nó hơi dị dị, hoặc là da của nó sần sùi thôi. Nhưng mà tính ra thì màu nó đẹp mà. Đấy, các bạn thấy nó chạy. Bỏ chạy. Này, kiu kiu. Thoải mái nào. Thoải mái nào. Thoải mái. Ui. Nào, há miệng ra ăn lại nào. Kiu kiu. Hôm qua mình mới cho ăn rồi cho nên là chắc đã còn no. Đây, cho con đực ăn đi. Con đực thì không biết là nó có chịu ăn không nữa. Con này thì nó hung hăng lắm. Này, ăn giùm bạn đi. Này.
con đực này nó bướng lắm, chắc là phải bắt nó lên sau đó là thả dế vào sâu trong miệng nó. Ui, con cá nó ra. Đây nhá, chúng ta sẽ để con tắc kè nó hướng lên trên như thế này, rồi thả nó vào. Đấy, chịu ăn rồi đấy. Cho thêm một con nữa nào. Thực tế thì thuần tắc kè nó rất là đơn giản. Căn bản là chúng ta đừng để cho nó dọa được mình. Cái thứ hai là chúng ta phải cho nó ăn. Cứ mỗi lần bắt ra, tốt nhất là mới đầu á, mỗi lần bắt ra là đều cho nó ăn hết. Đấy, phải làm như thế nó mới chịu ăn đấy. Lì lợm ghê. Thì các bạn thấy đẹp trai không? Ok. Nước thì mình cho nó uống, nước của mình uống ấy. Nói chung là nước sạch. Cho vào cái cống này cho nó uống. Cống này bằng thủy tinh này. Để khi mà nó đi qua đi lại nó khỏi bị đổ. Nước thì các bạn cho một xíu thôi. Đó, cho một tí thế này thôi cũng được này. Nó khát nó liếm. Liếm hết thì mình lại cho nước thêm. Không cần phải cho nhiều. Cho nhiều khi mà nó đổ ra nó ướt cái giấy nó sẽ lạnh cái bụng của nó. Ok. Sau đó là đêm thì đậy cái này lại. Đậy lại như thế này để cho nó khỏi chui ra nhá. Cái nắp này phải đậy thật chặt, bởi vì là nếu mà nhẹ quá là nó sẽ ủi nó chui ra đấy. Thì chúng ta kiếm cái gì nặng nặng chúng ta đè lên thôi. Ví dụ là cho chai nước này lên này. Đấy. Rồi chúng ta cần thêm cái gì nữa nào? Thêm cồn này để làm gì? Để cấp cứu hoặc là để lau chùi cái chuồng cho nó. Thêm giấy vệ sinh nữa. Đấy. Để khi mà nó đi vệ sinh nhá, chúng ta sẽ sử dụng giấy này chúng ta tẩm cồn, sau đó chúng ta lau cho nó hết cái mùi hôi. Như vậy là được rồi. Chai nước này là chưa đủ nặng đâu nhá. Các bạn phải cho thêm phải hai chai như vậy thì may ra mới đủ. Chứ còn sức của con tắc kè nó đẩy lên khỏe lắm. Ở nhà là mình cho tận 2 lít nước. Hai chai nước to mình đè lên trên này này. Để cho nó khỏi đẩy ra. Rồi, chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.